À, mình à, xin chào các bạn. thì hôm nay mình sẽ làm một cái video à, hướng dẫn các bạn làm biển số xe. đặc biệt là những bạn đang có à, giấy đăng ký tạm trú tạm vắng. À, trước đây thì chúng ta dù là đăng ký tạm trú tạm vắng ở đâu, khi mua xe vẫn phải quay về cái hộ khẩu của mình ở để đăng ký biển số thì quy định mới à, không cần làm thế nữa. À, chúng ta có giấy đăng ký tạm trú tạm vắng rồi, có thể làm biển số luôn ở ngay địa phương mình đang ở. À, ok không? Thì à, chắc chắn sẽ có những bước rất là bỡ ngỡ, đặc biệt là những bạn lần đầu tiên. Và hôm nay ở Sóc Trăng mình á, cũng đã có một trường hợp lần đầu tiên luôn là cái người mà đã gửi cho mình chiếc SH 160 màu đen đó các bạn nhớ không? Thì à, cái bạn A này đã lấy xe về rồi và đăng ký biển số thành công. Cho nên mình sẽ có tư vấn cho các bạn những cái bước ha, đi như thế nào để khỏi bỡ ngỡ. À, mình cũng đã tư vấn bạn này rất là kỹ rồi. Thì à, các bạn biết không cái bạn A này á Khi đi mua xe thì như thường lệ thôi Cứ đến thẳng hết mua Chế thắt đó Rồi ra một cái hóa đơn giá trị gia tăng á Rồi mới đi làm biển số Thì tới hồi mà đi làm biển số nó mới chéo nghe thế này Là bởi vì khi mà đi mua xe Ra quá đơn giá trị gia tăng á Thì thường là chúng ta sẽ lấy cái căn cứ công dân của mình á À Điền cái địa chỉ đó vô nhưng mà tới hồi lên giao thông ở Sóc Trăng mình Tại bằng A này ở địa phương khác nha Ở An Giang chẳng hạn Thì ghi địa chỉ đó rồi Tới hồi mà đang đăng ký thường trú tạm vắng à, Xin lỗi các bạn Giấy tạm vắng ở ngay tại Sóc Trăng mình Mà cụ thể là thành phố Sóc Trăng phường 2 luôn nè Thì khi lên đóng thuế trước bạ Cái người mà người ta chuẩn bị đóng thuế cho mình á Người ta nói luôn là bây giờ hai cái địa chỉ này nó không khớp là không được rồi đó người ta vẫn có thể là ừ cho mình đóng trước bạ cũng được nhưng mà sợ đã sống xong rồi mà nó lại chéo ngoe thì mình mất tiền đó các bạn cho nên người ta có ý tốt nó bây giờ nè anh nên quay trở lại bên giao thông tư vấn cho kỹ hơn và cuối cùng là bạn này phải quay trở lại giao thông hỏi và cuối cùng các bạn biết không là phải quay ngược trở về cái nơi mình mua xe đó nhờ xuất lại cái hóa đơn giá trị gia tăng này và ra lại cái địa chỉ theo ở phường 2 Sóc Trăng chứ không phải là ra theo cái địa chỉ mà mình đang đăng ký hộ khẩu các bạn nhớ nha đăng ký à, tạm trú tạm vắng ở đâu thì khi mua xe các bạn phải ra địa chỉ đó ở trong cái hóa đơn với chị với luôn thì đây là cái bước đầu tiên nè trước khi đi mua xe thì các bạn phải lên phường như sóc trăng mình là lên phường ở phường 2 nè làm một cái giấy à, đăng ký à, tạm trú tạm vắng thì thường là cái này á, là chủ nhà trọ sẽ làm giùm mình đó cái này mình thương lượng với chủ nhà trọ ha rồi sau đó hãy đi mua xe và một cái bước cần thiết nữa nha Là nếu mà ai chưa đăng ký cái mà VNID á Thì nên đăng ký luôn đi Tại vì cần phải có cái đó để mà đăng ký dịch vụ công đó các bạn Cái đó là bước sau ha Tiếp tục nè Sau khi thứ nhất là có giấy đăng ký tạm trú tạm vắng rồi Thứ hai là mình sẽ đi mua xe Và ra các bạn nhớ nha Quá đơn giá chị gia tăng này là phải ra đúng cái địa chỉ mà các bạn đăng ký tạm trú tạm vắng thì trở lại các bạn A là đăng ký ở phường 2 Sóc Trăng. Ghi cái đó thì lại ra thêm một cái vấn đề thế này. Như vậy thì tiền trước bạ là bao nhiêu? Tại vì giấy phố là 5%, giấy huyện là chỉ có 2% thôi. Bạn này đang ở An Giang đi, một cái huyện ở An Giang thay vì đóng biển số ở đó chỉ có 2%. Nhưng bây giờ muốn đăng ký tại tạm trú tạm vắng thành phố Sóc Trăng thì phải đóng 5% trước bạ đó các bạn. Cái này mình nói luôn để các bạn khỏi bỡ ngỡ ha. Đóng trước bạ 5% luôn tại ra giấy phố mà các bạn. Rồi sau khi đi mua xe ra quá đơn rồi mới đi tiến hành đóng chức bạ thì sóc trăng mình á, là lên cái đường hùng vương đó các bạn chi cục thuế trên đường hùng vương đó, lên đó à, trên đó người ta sẽ ra cho mình một cái tờ giấy à, chi tiết là đóng bao nhiêu bao nhiêu rồi mình không đóng trực tiếp ngay tại chi cục thuế đó mà qua ngân hàng ngân hàng bidv hay là ngân hàng việt kinh băng ngân hàng aribank ngân hàng quân đội chẳng hạn qua những cái ngân hàng đó để mình đóng tiền rồi ngân hàng mới cho mình một cái um, à. chứng nhận là mình đã đóng tiền rồi ha chứng nhận đã đóng tiền rồi sau đó mình mới đăng ký dịch vụ công mà các bạn lưu ý nữa nè là nguyên cái chọn bộ hồ sơ của các bạn á nó gồm có nè à, những cái uh, giấy hóa đơn giá trị gia tăng là một nè rồi uh, phiếu kiểm định hay là phiếu xuất xưởng đó nếu là trường hợp mua xe Việt Nam honda Việt Nam hay là phiếu chất lượng À, kiểm định chất lượng sản phẩm á. Còn nếu mua xe nhập thì người ta hay gọi là cái uh, giấy uh, đăng kiểm ha. Còn thêm nữa là bản tạm trú tạm vắng. Thì những cái này các bạn nên đi photo. Tại vì khi các bạn qua đóng thuế á, thì mình sử dụng những cái bản photo này và nộp ở bên đó. Thậm chí là cái tờ khai đăng ký tạm trú tạm vắng cũng có photo luôn. Vì khi ở đó mình sẽ nộp ở bên đó bản phụ bản photo rồi cầm bộ bản chính á, mới qua giao thông. Ok chưa? Thì thường là khi các bạn mua xe á, là cửa hàng thường á là sẽ cà số khung số máy sẵn nè, rồi hồ sơ chuẩn bị sẵn cho mình luôn rồi, người ta photo sẵn cho mình luôn, một bản chính và một bản phụ. Thì cái bản phụ này nè, ba bốn tờ đó mang qua bên thuế đóng Là nộp bên đó. Bản chính khi đó mới cầm qua giao thông để tiến hành làm thủ tục à, bấm biển số. Thì các bước tiếp theo nè, qua giao thông rồi thì sau khi mình đóng tiền rồi á mình mới đăng ký dịch vụ công nha các bạn thì như vừa nói lúc nãy các bạn phải có đăng ký cái VNAD á bước 2 chẳng hạn thì mới đăng ký dịch vụ công được thì cái bạn A này chưa có đăng ký thành thử lên đó là phải nhờ một người khác đăng ký hộ hết 30 ngàn mình cho các bạn cái phí luôn thì nói chung có 30 ngàn thôi nhưng mà ta làm dùm mình nó lẻ lắm các bạn còn mình mình đang rối rồi mà vô mà bấm lung tung lộn xộn rất là lâu, cứ nhờ dịch vụ làm mấy chuyện đó đi, rất đơn giản. Rồi sau khi đó cái bạn này đăng ký dịch vụ công giùm mình luôn cho nó dễ. Thì sau khi đăng ký rồi nó sẽ có một cái mã. Thì cái mã đó nó dài lắm các bạn. Mà cái mã đó nó sẽ in vô luôn cái tờ giấy mà khai đăng ký xe của mình đó. Đó, đăng ký dịch vụ công luôn ha. Mình có ghi ở đây nè ha. Nè, lên đăng ký dịch vụ công nè đó các bạn nhớ là làm luôn trước làm trước cái uh, vnid nha bạn nào chưa làm thì làm luôn đi rồi có tờ giấy khai rồi cà số khung số máy như mình nói lúc nãy đó các bạn ở giao thông các bạn cũng có người cà cho mình mà những người đó người ta cà số rất là rõ có thể nhờ uh, những bạn đó cà chất lượng hơn còn những khi cửa hàng có khi những bạn nhân viên ở cửa hàng á, cà không rõ các bạn lên đó cũng phải cà lại hả thì đường được, được á, thì mình nhờ người ta cà đi cho người ta 10 ngàn, 20 ngàn vậy đó các bạn Cà Mình sơ gom là những bộ giấy tờ như thế này như mình đã nói nè Thứ nhất là hóa đơn giá trị gia tăng Là cái địa chỉ của mình nó ghi đúng nha Đúng vô cái nơi mà tạm trú tạm vắng nè Cái phiếu thứ, cái tờ thứ hai là phiếu kiểm định Hay là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đó các bạn ha Phiếu kiểm định Nếu là xe nhập thì là phải có giấy đăng kiểm Rồi cái thứ ba là cái bản tạm trú tạm vắng tất cả đều là bản chính hết nha các bạn rồi tiếp theo là tờ khai trực tuyến qua cổng quốc gia tức là tờ khai đăng ký xe đó bây giờ là khai qua cổng quốc gia luôn các bạn cho nên tờ giấy bây giờ nó gọn lắm chỉ còn một trang thôi lúc trước là một trang một tờ hay tới hai mặt bây giờ chỉ một mặt duy nhất thì trên đó nó sẽ có ở tên chủ xe nè rồi người làm thủ tục người làm thủ tục là người ta ghi luôn cái số căn cứ công dân của mình vô luôn đó các bạn nói vậy đó rồi mã định danh nè rồi cái cái mà đăng ký sang à, đăng ký sang tên hay là mua xe gì đó, mã hồ sơ trực tuyến là một con số rất là dài G01 gì nó dài nha. Đó là cái số mã mà dịch vụ công đó các bạn, in vô đó luôn. Cho nên là phải có dịch vụ công rồi mới đăng ký biển số được. Là xong. Là sau đó mình sẽ nộp cho giao thông. Rồi giao thông mới cầm bộ hồ sơ đó ra xét xe của mình thì thủ, thủ tục xét xe như mình nói ở video trước là bây giờ không còn chỉ nhìn số khung và số máy thôi đâu à, cán bộ sẽ cầm cái bộ mà giấy khai đăng ký xe nè với một đống hồ sơ của mình đó, ra sau khi kiểm tra số khung số máy rồi chụp hình lại luôn số khung số máy đó và chụp hình luôn cái xe của mình nữa chụp hình luôn nha các bạn rồi cái hình nữa đó, đó lúc mà mình bấm biển số á, là phải có hình ảnh lên rồi đầy đủ hết rồi mới bấm biển số được thì đây là những cái bước mà nói trước để các bạn đỡ bỡ ngỡ và đỡ mất thời gian lên đi xuống đó các bạn. Như cái bạn A này nè. Tốn hết mấy ngày trời đó các bạn, rất là cực. Mà thậm chí bây giờ trên giao thông là mạng các bạn nói rồi, mình mình có nói vào rồi đó. Nó, nó nó nó, tắt mạng hoài luôn, nó nghẽn đó các bạn. Cho nên là lúc trước xét xe xong rồi là bước vô là bấm biển số. Nhưng bây giờ xét xe xong rồi có một cái tờ giấy hẹn thôi về đi chiều 3 giờ 4 giờ đó quay trở lại bấm biển số tại vì nó nhiều quá à, cái ngày hôm trước bấm chưa hết nó còn cù lại nữa các bạn cho nên buổi sáng á, những cán bộ giao thông này sẽ giải quyết cái bộ hồ sơ mà tồn tồn động từ chiều hôm trước á. xong rồi mới đến bộ hồ sơ của những người mới đăng ký hôm nay cho nên là hẹn về thì tại vì đây là những cái bước mà à, hôm rày đang lu bu phức tạp quá và nó ủng ứ chứ sau này mà đã vô ba rem rồi đó các bạn trơn chu rồi thì sau khi mình làm hết những cái vấn đề này rồi á, xét xe xong là bấm biển số luôn. thì cái bạn A này nói với mình luôn á là em là người đầu tiên tại sóc trăng đăng ký như thế này luôn đó. thì uh, các bạn nhớ nha, đầu tiên là phải đăng ký vnid nè. cái thứ hai là xin luôn cái giấy đăng ký tạm trú tạm vắng nè. cái thứ ba chú ý nữa là khi đi mua xe á, ra cái tờ mà quá đơn như chị Giang tăng á, là phải ghi địa chỉ ở nơi các bạn đang đăng ký tạm trú tạm vắng nha chứ không phải là đăng ký uh, ghi địa chỉ ở cái hộ khẩu mình đâu nha nó chéo ngoe đó các bạn nhớ ha còn nếu các bạn thấy là ừ thôi đăng ký ở thành phố tới 5% lận bạn này mua chế thắt đóng tới 4 triệu tám đó 4 triệu tám mấy đó làm tròn đi 4 triệu tám đó các bạn rồi phí biển số chưa tính nha phí biển số là chúng phải tám trăm ngàn nữa đó còn ba cái thủ tục lăng nhăng lăn nhánh chích tiền biển số tiền này khi nọ nó nhờ người ta dịch vụ đó thì mình không kể vô là ra 5 triệu mấy rồi. Đúng không? Trong khi ở huyện thì rẻ hơn chỉ có 2% thôi. Và huyện là biển số chỉ có 50 ngàn thôi. Thì tùy các bạn. Nhưng mà tại vì cái bạn A này á. Là bạn muốn lấy luôn biển số Sóc Trăng. Tại vì bạn thường xuyên ở đây luôn rồi. Giống như định cư đây luôn vậy đó. Cho nên là chạy chiếc xe biển số 83 nó an tâm hơn các bạn. Còn chạy biển số lạ thì những khi người này người kia giờ kiểu vậy đó. Rất nhiều người lo ở đây này nha. À, nhất là giao thông nè thấy bị số lạ là quắt liền kiểu vậy cho nên là nhiều bạn tâm lý á, là thôi ở sóc trăng chạy biển 83 cho nó chắc ăn cho nên thôi kệ 5% trăm thì năm trăm như các bạn a này đã làm thì các bạn thấy là nó cũng không quá phức tạp đâu nhưng mà ai lần đầu tiên làm chắc chắn sẽ bỡ ngỡ và có những cái sai sót thiếu thiếu tù lum tà la lên xuống rất là cực thì qua ngân hàng ngân hàng cũng nhiều cái lắm bạn chọn ngân hàng nào mà nó thoáng ít á, thì vô nóng nó lẹ ha thì nãy giờ á, mình hy vọng là mình đã cho các bạn những cái bước để mình làm ok hết rồi à, lúc trước á, thì đăng ký á, khi mà các bạn lên trên hệ thống á, nó chỉ có một cái duy nhất thôi hay là nơi thường trú của mình thôi hộ khẩu đó còn bây giờ nó tới hai ô là một ô á, là tạm trú một ô là thường trú nè thì mình đăng ký tạm trú thì nhấp qua bên tạm trú đó thì cái vấn đề này là bên giao thông người ta làm hết rồi mình chỉ việc ngồi chờ bấm biển số thôi thì bạn này cũng bấm đi số ra cũng khá đẹp rất là may ha số chăng bệnh bây giờ là b 4 đó các bạn ha rồi mình nhắc lại một lần nữa nè một lần nữa thôi nha bạn nào muốn nán lại thì nhắc lần nữa nè thứ nhất là phải đăng ký vnid thứ hai là lo luôn cái giấy mà tạm chú tạm vắng trước thứ ba là khi đi mua xe chú ý là nhờ bên cửa hàng xuất hóa đơn á là ra cái địa chỉ mình đang đăng ký tạm chú tạm vắng nha rồi rồi sau đó qua bên thuế thì thường lấy giấy tờ người ta tự động photo cho mình ta biết chắc chắn cần phải photo là ta photo sẵn cho mình thì cái bản phụ này bên thuế người ta chỉ cần bản phụ thôi các bạn giấy tạm chủ tổng vắng này cũng phô luôn nha cũng xài bản phụ luôn tất cả giấy tờ đều phô hết xài bản phụ ở bên thuế rồi sau khi thuế nó cho mình cái tờ giấy rồi qua bên ngân hàng đóng tiền đóng tiền rồi ngân hàng nó mới cho mình một tờ giấy là chứng nhận mình đã đóng tiền rồi sau đó mới đăng ký dịch vụ công đăng ký dịch vụ công rồi sau đó cộng nguyên bộ hồ sơ bản chính đó các bạn qua giao thông là giao thông mới xét xe nộp vô trước chờ tới lượt mình xét xe các bạn xét xe gồm có là chụp hình biển số à, sau đó các bạn chụp hình số khung số máy chụp hình luôn cả cái xe nữa rồi chờ bấm thôi đó là như vậy rồi à, hy vọng video này các bạn đặc biệt là những bạn đang đăng ký tạm trú tạm vắng sẽ có một cái nhìn dễ hơn để làm biển số thoải mái ha không có bị trục chặt tại vì xin nghỉ rất là khó các bạn đặc biệt là công nhân xin nghĩ được một ngày hai ngày rất là khó rồi mình sẽ kết thúc cái video nãy đây nha chúc các bạn bấm được biển số đẹp xin chào các bạn